Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử Tổng thống Hai thủ lĩnh phe cánh tả Barack Obama và Nancy Pelosi quyết ngăn chặn Kamala Harris đối đầu với Tổng thống Trump hé lộ kế hoạch hòa bình Ukraine của cựu Tổng thống Trump. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Chú Bà Đình đã trải qua gần một tháng chịu áp lực lớn từ các bên trước khi quyết định dừng chiến dịch tái tranh cử. Và đỉnh điểm là vào ngày 21 tháng 7 với quyết định rút khỏi cuộc đua tới Tòa Bạch Ốc năm 2024. Ông Joe Biden đã chính thức tuyên bố chấm dứt nỗ lực tranh cử tổng thống, đồng thời quyết định ủng hộ bà Harris làm ứng viên của đảng Dân Chủ. Được giữ cương vị tổng thống là niềm vinh hạnh lớn nhất đời tôi. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 7 đang tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội X. Dù muốn tái tranh cử, tôi tin rằng quyết định rút lui sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho đảng và đất nước. Tôi sẽ chỉ tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ của mình ở cương vị tổng thống trong phần còn lại của nhiệm kỳ. Biden cho hay rằng ông sẽ có bài phát biểu trước cả nước trình bày chi tiết hơn về quyết định ngừng tranh cử của mình trong thời gian tới. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới những người đã làm việc miệt mài với mong muốn tôi tái đắc cử. Tôi muốn cảm ơn Phó Tổng thống Kamala Harris đối tác tuyệt vời trong công việc này. Tôi cũng xin gửi lời biết ơn từ tận đáy lòng tới nhân dân Mỹ vì niềm tin và sự tín nhiệm mà họ đã dành cho tôi. Ông Biden viết Tôi hôm nay tin vào điều mà tôi đã luôn tin rằng không gì nước Mỹ không thể làm được miễn là chúng ta sát cánh cùng nhau. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng mình là nước Mỹ. Trong bài đăng sau đó trên X gửi tới các thành viên Đảng Dân chủ, ông Biden thông báo sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, 59 tuổi, làm ứng viên đại diện của đảng trong cuộc đua vào tòa Bạch ốc năm nay. Ông Biden viết Quyết định đầu tiên của tôi ở vị trí ứng viên đảng là vào năm 2020 là chọn bà Kamala Harris làm phó tổng thống. Đó cũng là quyết định đúng đắn nhất. Hôm nay, tôi tuyên bố hết lòng ủng hộ và ủng hộ Kamala làm ứng viên của đảng trong năm nay. Hỡi các cử tri dân chủ đã đến lúc đoàn kết và đánh bại Trump. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ một tổng thống Mỹ đương nhiệm quyết định không tái tranh cử. Lần gần nhất là Tổng thống Lyndon Johnson, người rút lui khỏi chiến dịch vào năm 1968. Ông Joe Biden trong tháng qua chịu sức ép khổng lồ từ nội bộ đảng Dân Chủ sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với cựu Tổng thống Donald Trump. 35 nghị sĩ Dân Chủ đã công khai đề nghị ông rút khỏi cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc để nhường cơ hội cho người trẻ hơn. Khi ông Biden rút lui, trong đại hội toàn quốc đảng Dân Chủ dự kiến diễn ra Ngày 19 đến ngày 22 tháng 8 ở Chicago, các đại biểu sẽ bầu ứng viên mới ra tranh cử tổng thống. Với sự ủng hộ của ông Biden, bà Kamala Harris nhiều khả năng sẽ nhận được đề cử của Đảng Dân chủ. Thủ lĩnh phe cánh tả Barack Obama và Nancy Pelosi quyết ngăn chặn Kamala Harris đối đầu với Tổng thống Trump. Quý vị thân mến, hai thủ lĩnh phe Dân Chủ đã có động thái khác với một bộ phận đảng viên cấp cao Dân Chủ, những người ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris tranh cử thay thế Joe Biden. Cụ thể, ông Obama là người có hai nhiệm kỳ, hiện vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể trong nội bộ đảng Dân Chủ. Ngay sau khi ông Biden tuyên bố dừng tranh cử, đề cử phó tổng thống Kamala Harris thay thế, ông Obama đã đưa ra tuyên bố chính thức Joe Biden là một trong những tổng thống có ảnh hưởng nhất của nước Mỹ, cũng như là một người bạn và đối tác thân thiết nhất của tôi. Hôm nay, chúng ta đã thấy ông ấy là một người yêu nước ở cấp độ cao nhất. Ông Obama nói những gì đảng Dân Chủ sẽ trải qua trong những ngày tới là điều chưa từng có tiện lệ, nhưng bày tỏ sự tin tưởng đảng sẽ vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Trong tuyên bố, ông Obama không đề cập gì đến khả năng bà Harris tranh cử. Tôi vô cùng tin tưởng các lãnh đạo đảng Dân Chủ sẽ tạo ra một tiến trình mà từ đó một ứng cử viên xuất sắc sẽ xuất hiện. Ông Obama tuyên bố ám chỉ đảng Dân Chủ nên lựa chọn ứng viên chứ không mặc định ủng hộ bà Harris. Người có sức ảnh hưởng không thua kém chính là bà Pelosi cũng tuyên bố không ủng hộ Kamala Harris. Cụ thể, Nancy Pelosi đã phớt lờ phó tổng thống Kamala Harris trong tuyên bố về quyết định rút khỏi cuộc đua năm 2024 của tổng thống Joe Biden. Trong tuyên bố gửi vào Chủ nhật, Pelosi cảm ơn Tổng thống vì sự phục vụ của ông nhưng không nhắc đến Harris, mặc dù Biden đã ủng hộ bà trong cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024. Nancy Pelosi gần đây đã nói với các đồng nghiệp trong phái đoàn California rằng, nếu Biden kết thúc chiến dịch tranh cử của mình, bà sẽ ủng hộ quá trình cạnh tranh của một cuộc bầu cử sơ bộ mở thay vì chỉ đề cử Harris. Theo báo cáo bà được cho là bạn và người hâm mộ của Harris. Nhưng tin rằng bà sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi trải qua quá trình cạnh tranh tại hội nghị. Báo cáo của The Times cho biết, bà tin rằng Đảng dân chủ có nhiều nhân tài để tuyển dụng, bao gồm các thống đốc và thượng nghị sĩ ở các tiểu bang cạnh tranh. Theo CNN, một số ứng viên tiềm năng có thể tranh cử tổng thống của Đảng dân chủ tỏ ra sẵn sàng ứng cử nhưng đang chờ đợi các tín hiệu từ nội bộ đặc biệt chờ xem sự ủng hộ của phe Dân Chủ đối với Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ lớn đến mức nào. Trong tuyên bố vài giờ sau khi ông Biden dừng tranh cử, Thượng nghị sĩ Truman Chin nói ông đang cân nhắc tham gia ứng cử. Ông Manchin cũng hy vọng đảng Dân Chủ sẽ khởi động một tiến trình cởi mở để lựa chọn ứng viên thay thế. Bên cạnh khả năng tự ứng cử, ông Manchin cũng đề cử thống đốc bang Kentucky Andy Brescia và thống đốc bang Pennsylvania từ trước khi ông Biden chính thức tuyên bố dừng tranh cử, truyền thông Mỹ đã dự đoán khả năng bà Kamala Harris thay thế. Bà Kamala Harris ra tranh cử tổng thống Mỹ sẽ giúp đảng Dân chủ tránh xung đột nội bộ, nhưng bà Harris khó có thể giành chiến thắng trước ông Trump. Theo CNN, đội ngũ của bà Harris đã bắt đầu tiến trình lôi kéo sự ủng hộ trong đảng Dân chủ. Bà Kamala Harris cũng sẽ phải lựa chọn ứng viên phó tổng thống tranh cử cùng mình để có thể củng cố sự ủng hộ hé lộ kế hoạch hòa bình Ukraine của cựu Tổng thống Trump. Kính thưa quý vị, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiết lộ một kế hoạch hòa bình mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sử dụng nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo Ukraine Pravda, trong bài bình luận đăng trên tờ Daily Mail, ông Johnson cho biết, tôi tin ông Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột theo những điều kiện phù hợp với Ukraine và phương Tây. Tôi nhấn mạnh rằng tôi không thể đảm bảo chính xác những gì ông ấy sẽ làm nếu đắc cử. Tuy nhiên, đây là những gì ông ấy có thể làm. Theo ông Johnson, kế hoạch hòa bình của ông Donald Trump có thể bao gồm các bước sau. Phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS và Storm Shadow, cũng như các vũ khí khác để nhắm vào các sân bay ở trong nước Nga. Một khi quân Nga bị đẩy lùi, Tổng thống Putin sẽ đề xuất một thỏa thuận. Nga Xuất về biên giới trước khi xung đột tháng 2 năm 2022 xảy ra, để ngăn ngừa xung đột trong tương lai và sự bất ổn, phần còn lại của Ukraine sẽ được công nhận là một quốc gia tự do có quyền quyết định tương lai của chính mình, bao gồm cả triển vọng gia nhập EU và NATO và việc gia nhập sẽ diễn ra càng sớm càng tốt. Sau khi xung đột kết thúc, Ukraine với hơn 1 triệu người có vũ khí và đã quen với cách sử dụng các thiết bị của NATO là một lực lượng chống Nga hữu hiệu nhất thế giới, có thể thay thế một phần trong số 70.000 quân Mỹ đang triển khai ở các nước châu Âu để ngăn chặn khả năng gây hấn của Nga. Điều này sẽ cho phép ông Trump tiết kiệm tiền và đưa lực lượng Mỹ về nước, đồng thời khiến người châu Âu phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ chính họ. Đây là một trong những mục tiêu chính của ông Trump. Tổng thống Vladimir Putin có thể tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt đã thành công và Nga đã đạt mục tiêu phi phát xích hóa Ukraine. Các biện pháp bảo vệ đặc biệt có thể áp dụng cho cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine. Cựu Thủ tướng Anh nhận xét, với việc ông Trump ở Tòa Bạch Ốc, việc nối lại quan hệ hữu nghị với Nga với ông Putin sẽ có một triển vọng thực sự. Ngoài ra, mọi việc sẽ trở lại thời kỳ mà Nga là một đối tác đáng kính trọng của G8 và thậm chí là NATO. Theo chính trị gia này, chỉ có một cách duy nhất để đạt được kết quả như vậy, đó là vũ lực. Nước Mỹ dưới thời ông Trump sẽ phải chứng tỏ rằng các biên giới quốc tế phải được tôn trọng và không thể tái xây dựng Liên Xô bằng vũ lực. Điều đó có nghĩa là phải hỗ trợ Ukraine tới cùng. Ông Boris Johnson nói thêm, chính là ông Trump chứ không phải là ông Obama hay là Biden đã trao cho người Ukraine các vũ khí chống tăng, loại rất quan trọng đối với Kiev. Nếu và khi quay lại nắm quyền sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới, ông Trump sẽ có cơ hội lớn không chỉ sửa chữa di sản của người tiền nhiệm mà còn có thể đưa thế giới tiến về phía trước. Ông Donald Trump có thể thấy trước mối nguy, nếu Ukraine bị đánh bại thì Mỹ và thế giới sẽ phải hứng chịu tổn thất lâu dài. Mặt khác, một chiến thắng dành cho Ukraine nếu được xử lý đúng có thể mở đường cho mối quan hệ mới tốt đẹp hơn nhiều với Nga. Đó sẽ là chiến thắng vĩ đại cho Mỹ và toàn thế giới. Ông Boris Johnson cho hay, ngày 17 tháng 7, ông Boris Johnson đã gặp ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về vấn đề Ukraine. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Johnson là người ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev và từng kêu gọi các nước phương Tây dỡ bỏ hạn chế trong việc cung cấp cho Ukraine các vũ khí cần thiết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time.